Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình du lịch bốn phương. Các bạn ơi, mùa hè đã đến rồi, không biết các bạn đã lựa chọn được địa điểm du lịch nào chưa? Nếu chưa thì hãy để Ngọc Lan gợi ý nhé. Đó chính là Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa điểm có danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, có sức hút đặc biệt với du khách trong và ngoài nước. Khi đến đây, bạn chắc chắn sẽ ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở đảo Tuần Châu, hòn Trống Mái, Động Thiên Cung và nhiều hòn đảo khác nữa. Vịnh Hạ Long không chỉ có cảnh đẹp, trò chơi vui nhộn hấp dẫn mà còn có những món ăn ngon du khách không thể bỏ qua như bánh bạch tuộc, bánh canh hà, sò huyết, ốc hương. Đặc biệt khi ghé thăm nơi đây, bạn chắc chắn phải một lần thưởng thức món bún tôm thơm ngon hấp dẫn.